Nhiều bác cứ bảo là nhà em toàn bán xe điện với xe số tự động à, thì hôm nay em có một mẫu xe số sàn giới thiệu cho các bác đây. Chiếc Kia Morning số sàn bản thiếu đời 2019 mới chạy 5 vạn 2 km, chuẩn xe gia đình các bác nhé. Xe được sơn nước sơn màu trắng. Và đây, lốp xe. Đây, bác chủ bác ấy đã lên lốp mic nha, vẫn còn dày mới lắm ạ. Đây mà các bác xem hàng ghế trước, keo chỉ xe, đây, keo chỉ zin. Đây ạ, tam ly cánh cửa vẫn mới nguyên không có xước, tam lô cũng thế ạ. Đây xe đồng hồ đây odo chuẩn là hơn 5 vạn km. Xe được trang bị ghế như da nha các bác. Gần như là mới không có xước gì mấy. Cần số, đây các số vẫn còn nét căng. Phanh tay cơ. Trần nỉ rất mới ạ. Đây là người ta còn chưa bóc cả ni lông luôn. Và bác chủ đã trang bị thêm màn hình giải trí Z-Stack, chỉ dẫn đường và cảnh báo tốc độ, cảnh báo phạt nguội nha các bác. Mời các bác xem hàng ghế sau. Đây, keo chỉ cánh cửa vẫn còn zin mới. Tam ly cánh cửa sau. Đây ạ, hàng ghế ra sau em thấy chắc là ít người ngồi nên vẫn còn rất là mới và nhìn cũng khá là rộng rãi, và mặc dù chỉ là một chiếc xe hạng A thôi. Xe được trang bị một hệ thống cánh cửa điều hòa hàng ghế trước rồi các bác nhé. Đây ạ, một chiếc xe hạng A nhỏ gọn nên cốp cũng rất là vừa vặn vừa đủ. Đây, lốp dự phòng còn chưa hạ luôn, vẫn còn mới. Đây ạ, xe có trang bị cam lùi nha các bác. Xe của em vẫn còn đăng kiểm tới tháng 11 năm 2025, vẫn còn rất dài. Vâng, và với một chiếc xe hạng A số sàn nhỏ gọn linh hoạt này, chạy phố rất thích và chạy đường trường cũng ok, thì nhà em đang chào giá là 235 triệu bao rút hồ sơ. Các bác nào yêu thích cảm giác lái của chiếc xe số sàn thì gọi cho em theo số điện thoại là 037 309 3318 và theo dõi fanpage Hương Trọng Ô tô Hải Dương để biết thêm thông tin chi tiết. Cảm ơn các bác.